Chiếc zoom với cái họa tiết là hoa rất là bắt mắt như thế này. Màu cam và họa tiết hoa nhiều màu cho các chị mặc vô nhìn rất là xinh đúng không nào mọi người ơi. Và cái chất vải là bằng vải von và sẽ có dập ly cho các chị từ trên xuống dưới. Ngay eo sẽ có bo chung cho mình đặt phần trên dây áo. Sẽ có một cái tăng lên các chị có thể điều chỉnh được cái chiều sâu của cổ. Còn với lại có bo chung ở đây cho nên mặc rất là thoải mái nha mọi người nha. Form là dài vừa phải, không quá dài cũng không quá ngắn. Xoay đằng sau cho các chị coi phía sau lưng nha. Rồi màu sắc đầu tiên là màu cam này và màu thứ hai không biết màu gì em sẽ chuyển nhanh. Nhớ quan sát clip của em ha. Quá là nhẹ nhàng luôn các chị ơi, một cái tông màu kem và họa tiết hoa như thế này đây. Trước đây sẽ có bèo cho mọi người giúp các chị tạo cảm giác là ảo ở vùng 1 ha. Và có bo chung nữa nhìn nó che cái điểm vùng 2, nhìn rất là thon gọn và cái xếp ly dọc như thế này. Và cái chiều dài quần cũng không quá dài, không quá ngắn. Mặc lên rất là xinh nha các chị, xoay một vòng mọi người xem phía sau lưng đây. Đó, phía trước nè các chị thấy rõ không? Và cái dây tăng đây các chị có thể điều chỉnh được. Và màu sắc này em nghĩ các chị mặc vô rất là trắng nha. Hai tông màu, một tông màu cam và một tông màu nâu nhạt rồi. Thì không biết cái màu còn lại, màu cuối cùng là màu gì em sẽ chuyển nhanh cho mọi người xem ha. Màu đen là màu cuối cùng em mặc cho các chị xem, là một trong ba màu. Màu tối như thế này thì các chị mặc vô nhìn nó rất là gọn người ha. Cũng giống thiết kế của hai màu đầu tiên thôi, nhưng mà tông màu này sẽ đậm hơn. Các chị nào mà mình hơi tròn người mặc vô nhìn nó rất là ốm ha. Xoay một vòng các chị coi phía sau lưng nè. Rồi phía trước đây, và các chị có thể mặc kiểu áo ống mình bỏ dây xuống cũng được nha mọi người nha. Mặc rất xinh và có size cho các chị. Đồ co giãn mình mặc nó rất là dễ chịu với vòng 2. Và mình mặc mẫu này đi chơi, đi biển hoặc đi dạo phố nè. Phối với dép, túi sách và nón vô nhìn rất là đẹp nha. Ba tông màu, chị nào thích mẫu này gửi ngay mã sản phẩm cộng số điện thoại cho em. Và các chị đừng quên á, thì mình chấm một chấm để em có thể là tư vấn kỹ càng hơn cho các chị nha.